Thiên Niu 8 là giống lúa thuần chất lượng được Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương nghiên cứu, chọn tạo và đưa vào khảo nghiệm từ năm 2011. Giống lúa này đã được Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới và đưa vào Bộ Giống lúa Quốc gia từ năm 2014. Đây là giống có tiềm năng năng suất cao với năng suất trung bình đạt 70-75 tạ một hecta, thâm canh tốt có thể đạt 85-90 tạ một hecta. Giống lúa này được đánh giá là có khả năng thay thế cho giống Khang Sơn 18 tại tỉnh ta. Trong vụ mùa năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo phối hợp với Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương triển khai mô hình trình diễn giống lúa thuần Thiên Niu 8 tại xã Hợp Châu với quy mô 20 hecta. Mô hình trên được công ty hỗ trợ 100% giống cho các hộ tham gia. Ủy ban Nhân dân xã Hợp Châu cũng đã tích cực chỉ đạo quy hoạch thành vùng tập trung nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân canh tác và triển khai mô hình. Trong quá trình triển khai mô hình gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, tình hình sâu bệnh có nhiều diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình sinh trưởng và phát triển của các giống lúa tại địa phương. Tuy nhiên, đối với giống lúa thuần Thiên Niu 8, do có khả năng chống chịu sâu bệnh cao nên đã hạn chế được sự gây hại của sâu bệnh, nên vẫn cho năng suất và tỷ lệ hạt trách trên bông rất cao. Nói chung là chúng tôi cấy cái loại lúa Thiên Niu 8 là nó chịu được sâu bệnh và nó không bị cháy, các cái chịu được sâu bệnh sâu như sâu cuốn lá. Hiện nay là Khang Dân và một số giống lúa khác thì đã bị cháy, nhưng mà cái Thiên Niu 8 thì rất tốt và có năng suất cao. Bên cạnh đó, với khả năng tạo hạt nhanh, Thiên Niu 8 có thời gian sinh trưởng khoảng 100-103 ngày, tương đương với giống lúa đối chứng Khang Dân 18. Giống lúa Thiên Niu 8 có kiểu thân cây gọn, lá đứng dạng lòng mo, có màu xanh sáng, gốc lá đồng hẹp, bản lá dày nên rất chịu thâm canh. Qua thực tế mô hình cho thấy, Thiên Niu 8 có thân cây to khỏe nên khả năng chống đổ tốt, giống có độ thuần đồng ruộng cao. Số bông hiện hữu trên khóm cao hơn giống đối chứng và chiều dài bông cũng hơn hẳn Khang Sơn 18. Đây là những đặc tính ưu việt của giống lúa Thiên Niu 8. Về năng suất, qua kết quả trình diễn cho thấy, năng suất của Thiên Niu 8 đều vượt trội so với Khang Sơn 18. Ngoài ra, Thiên Niu 8 có số hạt trắc trên bông cao. Vì thế, năng suất dự kiến của Thiên Niu 8 tại mô hình đạt khoảng 70 tạ một hecta, cao hơn 10 tạ một hecta so với Khang Sơn 18. Cùng với xã Hợp Châu, xã Bản Giản, huyện Lập Thạch cũng đưa 25 hecta giống Thiên Niu 8 vào đồng ruộng trong vụ mùa. Qua theo dõi cho thấy, giống Thiên Niu 8 sinh trưởng và phát triển tốt, sâu bệnh ít. Được Đảng Chính phủ đưa cái giống Thiên Niu về cho Đông Lai, xã Bản Giản, thì tôi thấy là tỷ lệ năng suất thì cao, bông to, hạt chắc, ít lép. So với cái Khang Dân thì Khang Dân bị sâu bệnh nhiều hơn, thế và bông thì ngắn, lép nhiều. Mà cái vỏ nó đen nó xấu. Với những nơi đất tốt, giàu dinh dưỡng như Yên Lạc, Vĩnh Tường thì giống Thiên Niu 8 đã thể hiện được hết những ưu điểm vượt trội. Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ cho xã là cái giống lúa Thiên Niu 8 là 25 hecta. Nhưng thực tế thì nhân dân chúng tôi thực hiện nó khoảng 40 hecta. Và tất cả 40 hecta giống Thiên Niu 8 này thì đều được cấy theo công nghệ mới. Chính vì vậy mà là cái ưu điểm của nó cấy cái giống Thiên Niu 8 theo cái công nghệ mới này. Thứ nhất là nó giảm được chi phí đối với hộ gia đình cho tất cả công lao động, rồi phân bón, rồi thuốc bảo vệ thực vật đều được giảm cả. Và cũng từ cái cấy công nghệ mới này là năng suất đảm bảo tốt hơn là cấy theo thông thường như trước đây. Với thành công trong các vụ sản xuất vừa qua, tin tưởng rằng giống lúa Thiên Niu 8 sẽ tiếp tục cùng bà con nông dân Vĩnh Phúc làm nên những mùa vàng bội thu.